Thưa quý vị và các bạn, sử dụng sản phẩm hỗ trợ để cải thiện chức năng sinh lý là vấn đề được nhiều nam giới quan tâm. Tuy nhiên, nhiều nam giới không biết rằng việc lạm dụng những sản phẩm hỗ trợ có thể gây ra các tác dụng phụ như nhức đầu, giảm lưu lượng máu hay liệt dương. Sau đây là những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam. Các thành phần tự nhiên như đỗ trọng, dâm dương hoắc, ba kích, thảo tỳ tử, câu kỳ tử, sâm cao, ngọc cầu gắn liền với tương sinh của ngũ tạng, tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý nam giới. Theo đông y, những thành phần trên có công dụng ích tinh, bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sức khỏe sinh lý cho nam giới. Nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy thành phần L-arginine trong dâm dương hoắc giúp bù đắp lượng testosterone bị thiếu hụt trong cơ thể, cải thiện ham muốn ở nam giới. Sản phẩm Trường Xuân Vương là một cái sản phẩm hoàn toàn được nghiên cứu từ thảo dược. Tâm, can, tỳ, phế, thận. Những cái đó nó khỏe lên thì nó tự kéo cái thận lên và đồng thời làm cho cái sinh lý người nam giới được cải thiện và tốt lên. Nghiên cứu của chúng tôi đã được thực tế lâm sàng và được thực tế bạn bè dùng rất tốt. Ngay như cả bản thân tôi cũng như vậy. Qua cái thời gian sử dụng Trường Xuân Vương ấy thì mình thấy là cơ thể mình khỏe lên rất là nhiều và mình thấy sinh lực của mình nó dồi dào hơn là rất là nhiều. Mình ham muốn nhiều hơn, đời sống của vợ chồng nó phong phú hơn và nó hạnh phúc hơn rất nhiều. Cũng theo các chuyên gia, để có sức khỏe sinh lý tốt, nam giới nên tránh xa rượu, bia, thuốc lá, các loại thịt chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, đồ đóng hộp. Tuyệt đối không nên uống nhiều sữa đậu nành, cà phê, đồ uống có ga, đồng thời kết hợp thể dục thể thao, duy trì lối sống lành mạnh. Khi sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần lưu ý, lựa chọn những sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên đã được kiểm nghiệm của Bộ Y tế. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.